Mày xem đi mày. Ừ, mẹ xin. Ăn đi em. Hồng ăn tự nhiên đi. Dạ vâng ạ. Cơm mẹ nấu là chuẩn nhất. Ngon không thể tả nổi. Này, thế phát hiện ra bệnh lâu chưa? Cũng mới mẹ. Nó ở dạng triệu chứng nhưng mà xong nó phát mạnh, mạnh hơn. Mẹ, mẹ ơi, cái món này làm cái gì mà nó ăn mềm thế nhỉ? Nhưng mà nếu mà mẹ cho nó đậm một tí thì nó còn đỉnh hơn nữa. Không, nó nấu đấy à. Nó bảo ăn nhạt tốt hơn cho người bệnh à. Mẹ có mệt lắm không ạ? Chị hỏi tôi á? Vâng ạ. Lát nữa có món gì tráng miệng không mẹ? Dạ, có hoa quả ạ. Mẹ cũng định nấu bát chè đỗ đen. Nhưng mà Hồng nó bảo là bệnh này kiêng ăn ngọt. À, tiếc quá. Hồng ngày xưa là nổi tiếng ở cái món chè sáo ấy. Anh nhớ cái hồi còn là sinh viên ấy. Mỗi lần bạn ấy nấu và mang sang bên phòng anh nồi ăn hết bay luôn. Ngon. Đúng đấy bác ạ. Ngày xưa mỗi lần con nấu chè mang sang phòng chỉ 5 phút thôi là hết sạch. Không hiểu sao lại khỏe ăn ngọt đến thế cơ chứ. Nhất là cái em Phúc này này. Đúng rồi, bạn nhớ đúng không? Ngày xưa anh thích ăn ngọt. Giờ hết ăn hết thích ngọt này. Mẹ ạ. Ôi, sao ạ? Bà đồng ý rồi á? Ôi, thích thế. Giá mà con được chứng kiến thì có phải là tuyệt cú mèo không? Thôi con đi dọn dẹp đã nhá. Lát nữa con gọi lại cho mẹ sau nhá. À này, con phải để ý cô Mít nhá. Thằng bé nó nghịch lắm đấy. Vâng, bà yên tâm ạ. Thế nhá, con chào bà. Ai ui. Ai. Đau quá mẹ ơi. Thôi, không phải diễn. Anh trêu tôi đấy à? Tôi chưa thấy một cái chủ nhà nào mà thấy khách đau cứ mắng dây sơi. Này, cái vụ mà tôi nhờ anh trông thằng Kumit ấy, tôi đã cảm ơn anh đến 9 tỷ lần rồi cơ mà. Sao anh vẫn chưa đi? Sao vẫn cứ lẩn vẩn ở đây là thế nào? Thì ở đây có cảnh đẹp, đồ ăn ngon, lại có chủ nhà dễ thương nữa. Anh đi làm sao được? Đề nghị anh nghiêm túc. Anh không hề đùa giỡn. Vì ở đây vẫn còn nhiệm vụ. À, anh vẫn còn trách nhiệm. Trách nhiệm gì? Thì trách nhiệm với cô Mít. Bao giờ cô Mít khỏi hẳn thì anh sẽ đi. À, được rồi. Thế thì ngày mai tôi sẽ đưa thằng cô Mít đi kiểm tra. Và trách nhiệm của anh ấy là sẽ là làm theo đúng như những gì mà anh vừa nói nhá. Rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Anh bảo này, phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu thì vẫn cần phải có một bờ vai vững chắc để tựa vào. Ôi dồi ôi, tôi nói thật với anh là tôi đang đói ấy. Mà nghe mấy cái lời xến xúa của anh là không thể nào mà tiêu hóa nổi luôn. Sợ thế. Này. Mẹ không cho em làm gì cả. Cứ ngồi không thế này ngại lắm. Toàn người nhà có gì mà ngại. Mà mẹ nói em ngồi yên thì em cứ ngồi yên cho anh nhờ. Em nghĩ em nên về thì hơn. Ôi, đây là nhà em còn về đâu nữa. Anh đi em lên gác nghỉ một lát đi. Dắt díu nhau lên phòng như thế thì còn nói chuyện một cái lúc nào cơ chứ. Người bệnh không ngồi được lâu bác ạ. Mà cháu thấy bác cũng lo lắng cho chị Nhật, chứ có phải ghét bỏ như chị nghĩ đâu nhỉ. Dù gì thì cũng nước mắt chảy xuôi thôi cháu ạ.
Vâng, hạnh phúc nhất là còn đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Ờ thế Cháu thì cháu cưới xong được một thời gian thì mẹ cháu mất. Được một thời gian sau chồng cháu cũng mất luôn. Khổ thân cháu. Thế thì chồng cháu mất chứ không phải là ly hôn à? Dạ, chúng cháu cưới không được bao lâu thì chồng cháu đột quỵ. Thế từ bấy đến giờ cháu sống có một mình thôi á? Dạ không, sau đó thì cháu có tiếp tục với một người nữa, nhưng chúng cháu cũng ly hôn rồi. Nghe đâu anh ấy cũng chết rồi.